Gia đình họ Amato là một gia đình kiểu mẫu tại Chuluota, quận Seminole, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Ông Chad Robert Amato là một dược sĩ lâm sàng và bà Margaret Ann West Amato làm giám đốc điều hành, giám sát các lập trình viên y tế. Họ có ba đứa con trai ngoan ngoãn và khuôn mặt sáng láng. Con trai cả Jason Amato là con riêng của ông Robert, sớm sống và làm việc ở Maitland. Con trai thứ Cody Winston Amato và con trai út Grant Tiernan Amato. Cuộc sống gia đình vừa là hình mẫu lý tưởng cho những gia đình khác trong vùng Chuluota. Ông Chad là ông chồng tuyệt vời khi luôn cố gắng làm việc để cho gia đình một cuộc sống thoải mái. Bà Margaret là một người phụ nữ giàu tình yêu thương. Bà yêu ngựa, đặc biệt quan tâm chăm sóc những con ngựa bị ngược đãi hoặc bị bỏ mặc ngoài đồng cỏ, vô cùng đáng thương. Ba cậu bé rất thân với nhau, nhưng vì Jason ở xa nên Cody và Grant thân nhau hơn hẳn. Cả hai cùng yêu thích bóng đá và thường xuyên cùng nhau đến xem các trận đấu của Florida Gators, đội thể thao liên trường của trường đại học Florida. Sau đó là cùng nhau học trường trung học Timber Creek, cùng nhau tham gia đội cử tạ, cùng nhau theo học tại Đại học Trung tâm Florida chuyên ngành y tá và sau đó tiếp tục theo đuổi các nghiên cứu sâu hơn để trở thành y tá gây mê. Để rồi cứ thế, nối gót của cha mẹ, cả hai cậu con trai Grant Amato và Cody đều hoàn thành tấm bằng điều dưỡng. Bà mẹ rất tự hào về hai cậu con trai. Nếu Cody là một người đàn ông tốt bụng, không chỉ đối tốt với gia đình và bạn bè, còn luôn luôn đối xử tôn trọng với mọi người anh ấy gặp ở bệnh viện, thì Grant cũng nỗ lực học hành và thể hiện mình là một nhân tài không kém. Tất cả dường như đã quá tuyệt vời cho một gia đình bốn người. Một cuộc sống đầy đủ, học thức, đầy ắp tình yêu thương và niềm tự hào tràn ngập không gian gia đình. Thế nhưng, hạnh phúc có lẽ là điều xa xỉ nhất mà con người có thể nắm lấy. Càng khó hơn nếu ta muốn giữ chúng thật lâu dài. Sau mấy mươi năm hạnh phúc, vận mệnh gia đình Amato bỗng dưng đảo ngược hoàn toàn vào một ngày u ám nhất, bắt đầu từ một cuộc gọi ngày 25 tháng 1 năm 2019. Sáng sớm ngày 25 tháng 1 năm 2019, cảnh sát quận Seminole, bang Florida, Mỹ nhận được điện thoại từ đồng nghiệp của con trai thứ Cody. Họ thông báo không thấy Cody đi làm, đồng thời cũng không thể liên lạc bằng điện thoại. Bạn gái của Cody, Sloan Jung, cho biết trước đó khi cô và Cody đang làm việc thì Cody nhận được tin nhắn của cha mình, yêu cầu về nhà ngay để giải quyết một số chuyện trong gia đình. Cody vội trở về nhà cha mẹ và từ đó Sloan không thấy anh ta quay trở lại nữa. 9 giờ sáng cùng ngày, cảnh sát tới kiểm tra căn nhà của gia đình Amato. Chiếc xe của Cody, 31 tuổi, được phát hiện ngay trước ngôi nhà của cha mẹ anh, Chad, 59 tuổi, và Margaret, 61 tuổi. Sau khi gõ cửa và gọi điện thoại nhưng không có hồi đáp, lo lắng cho tình trạng của những người trong gia đình, một cảnh sát đã dùng dao lách qua chốt cửa sau của ngôi nhà và đi vào trong, nơi anh ta ngỡ ngàng phát hiện Cody cuộn tròn ngay gara xe, trên người vẫn mặc đồng phục điều dưỡng, bên cạnh là một khẩu súng lục. Ông Chad người đầy máu nằm ngửa trên sàn bếp và bà Margaret cũng tử vong khi đang nằm dài trên bàn làm việc. Theo hiện trường sơ bộ, căn nhà không có dấu hiệu đột nhập. Đồ đạc đáng giá bên trong vẫn còn nguyên, nên nhà chức trách loại bỏ khả năng gia đình Amato bị cướp tài sản. Bên cạnh đó, theo cách khẩu súng nằm sát người Cody, theo suy đoán ban đầu có thể là tự sát. Rất có thể, sau khi trở về nhà, trong lúc giải quyết vấn đề gia đình cùng ba mẹ, Cody đã nảy sinh mâu thuẫn và ra tay với họ. Dù biết rằng sau một vụ án giết người, khi đã biết được thủ phạm thì điều đáng quan tâm trước nhất là động cơ gây án. Và suy luận đầu tiên của cảnh sát cũng hoàn toàn hợp lý. Nhưng bạn gái Cody, Sloan, đã rất bất ngờ. Cô không thể tin được rằng Cody, một thanh niên tốt tính và hay giúp đỡ mọi người, có thể ra tay với chính cha mẹ ruột của mình, để rồi sau đó phải tự xử luôn cả chính mình như thế. Qua điện thoại, cô hy vọng phía cảnh sát có thể cố gắng tìm ra chân tướng sự việc.
Các nhà chức trách lập tức chia thành 3 nhóm. Nhóm cảnh sát đầu tiên bao gồm bộ phận giám định viên cùng nhóm cảnh sát khác kiểm tra và đánh giá kỹ hiện trường. Qua các bằng chứng tại hiện trường, điều tra viên xây dựng được tuyến thời gian gây án. Máy tính của người mẹ có hoạt động cuối cùng vào lúc 16h44 phút ngày hôm trước 24 tháng 1, nên nhiều khả năng bà bị bắn ít lâu sau đó. Theo mốc thời gian đồng nghiệp ông Chad cung cấp, khoảng 30 phút sau, ông Chad trở về từ nơi làm việc và rất có thể bị phục kích. Theo lời bạn gái Cody cung cấp, thì hẳn là tới khoảng 21h30, Cody đã về đến nhà. Nhóm cảnh sát thứ hai xem xét kỹ hiện trường một lần nữa lại thấy có nhiều vấn đề hơi bất hợp lý trong vụ án nhà Amato. Cụ thể, họ cho rằng có hai dấu hiệu cho thấy hiện trường đã bị dàn xếp. Thứ nhất, theo lời hàng xóm, ông Chad là người thuận tay phải. Nhưng lúc phát hiện thi thể của ông, họ tìm thấy bao súng được đeo ngược theo thói quen của người thuận tay trái. Chưa kể, bao súng hoàn toàn sạch, nhưng phần vải bên dưới lại dính máu, chứng tỏ nạn nhân không đeo vật này trong khi bị sát hại. Thứ hai, gần thi thể Cody là một khẩu súng và 4 vỏ đạn. Nhưng giám định viên cho biết khẩu súng này không có khả năng là hung khí giết người. Một khẩu súng khác được tìm thấy trong két chuyên dụng tại ngôi nhà cũng vậy, đều không phải là hung khí gây nên cái chết của cả ông Chad, bà Margaret hay Cody. Vậy Cody không thể nào ra tay khi không có khẩu súng gây án trên tay hay bất cứ đâu trong nhà mình. Giết ba mẹ rồi tự tử bằng cách nào? Sau những điều tra ban đầu, phía cảnh sát đã có thể kết luận Cody không thể nào là hung thủ. Vậy cũng có nghĩa là nó đã được ai đó giản dựng thành một vụ giết người tự sát. Vậy thì kẻ đó là ai? Ai đã làm việc này? Nhóm cảnh sát thứ ba tìm đến hàng xóm của nạn nhân để hỏi về tình trạng mối quan hệ của những người trong gia đình Amato thời gian gần đây, để chắc chắn lần nữa rằng có phải là Cody đã có hiềm khích gì với ba mẹ mình hay không, đồng thời tìm ra nhân vật khả nghi nhất. Và câu trả lời mà cảnh sát nhận được là trước nay Cody vốn tính hiền lành, khó có thể xảy ra chuyện cậu ấy nỡ ra tay với ba mẹ mình. Cũng trong quá trình tra hỏi, phía cảnh sát được biết ông bà Amato còn hai cậu con trai khác. Một cậu cả tên là Jason đang sinh sống và làm việc ở thành phố Madland, quận Kemp, tiểu bang Florida, cách nhà ông bà Amato 21 dặm với tầm 30 phút đi xe. Cậu này rất hiếm khi về nhà. Số lần nói chuyện với ông Chad rất ít, nên cũng có khả năng giữa đôi bên đã xảy ra xích mích gì đó và dẫn tới việc sát hại đau lòng. Bên cạnh đó, ông bà Amato còn người con trai út Grant, 29 tuổi, vốn sống cùng ông bà từ trước đến nay, nhưng vài tháng nay ít thấy cậu này xuất hiện. Lúc này, phía cảnh sát cũng chợt nhận ra, từ lúc họ vào nhà thì đã không thấy dấu hiệu sinh sống của Grant ở đây. Kể cả chiếc Honda màu trắng mà hàng xóm nói rằng anh ta hay lái cũng chẳng thấy đâu. Bạn gái của Cody cũng khai với điều tra viên rằng Cody đã từng thổ lộ với cô, Grant từ lâu đã có nhiều vấn đề, cậu em trai có thể hại tất cả mọi người. Lúc này, vụ án từ hướng suy luận Cody giết cha mẹ rồi tự sát lại chuyển sang một hướng khác. Cảnh sát lập tức chuyển hướng điều tra, ra lệnh phải đưa Jason và Grant về đồn cảnh sát càng sớm càng tốt. Lời khai của Jason, các nhà điều tra viên đã triệu tập Jason đến đồn và nói chuyện với Jason. Anh nói trả lời rằng đúng là anh không thân thiết với gia đình và chỉ gặp họ vài lần trong năm, nhưng anh nói chuyện với người mẹ kế, bà Margaret, hàng tuần vì bà rất tốt bụng và hay hỏi han cuộc sống của anh. Anh cũng đưa ra bằng chứng hôm xảy ra vụ án, anh đang ở một khu vực trong thành phố Madland nơi mình sinh sống. Không thể nào trở về nhà ba mẹ rồi gây án được. Khi được hỏi liệu có ai sẽ làm hại gia đình anh ta không, Jason nói với các thám tử rằng mình thấy hoài nghi một người phụ nữ ở Bulgaria tên Sylvie. Theo Jason được biết, đây là người được cậu em út Grant chuyển cho một số tiền rất lớn để rồi cô ta gửi thư cảm ơn ngược lại cho Grant. Jason nhớ lại, khi ấy bà Margaret kể với anh rằng bà thấy vô cùng lo lắng vì một người phụ nữ lạ sao lại có địa chỉ của gia đình mình. Vậy là lại xuất hiện thêm một nghi phạm nữa là người phụ nữ tên Sylvie. Lời khai của Grant. Ngày 26 tháng 1 năm 2019, cảnh sát phát hiện chiếc xe hơi của Grant gần một khách sạn Doubletree tại Orlando.
trong xe có một mảnh giấy ghi vội: anh đã giải quyết mọi vấn đề ở nhà cho em, sẽ không ai làm phiền em nữa, về nhà đi em. Chưa xác định là chữ của ai, Grant cũng đang ở trong một khách sạn ngay cạnh đó. Kỳ lạ thay, dù bị một nhóm điều tra viên đến phòng khách sạn của mình, nhưng Grant không hề hỏi tại sao, chẳng thắc mắc lý do gì mình bị cảnh sát thẩm vấn, cũng không hề chống cự và tỏ ý sẵn lòng trả lời mọi câu hỏi của cảnh sát. Grant tỏ ra thoải mái trong suốt cuộc thẩm vấn. Trong 3 giờ đồng hồ, Grant tán gẫu với điều tra viên về cuộc đời, sở thích, nhưng không một lần hỏi chuyện gì đã xảy ra với gia đình. Cảnh sát đã hỏi Grant về mối quan hệ với người phụ nữ tên Sylvie. Grant cho biết mình quen biết cô Sylvie, một người mẫu Bulgari trên Twitter, và bố cậu đã ngăn cấm tình yêu của cả hai, thậm chí đe dọa cậu phải chuyển ra ngoài. Theo lời khai của Grant, sau đó cậu vẫn bí mật trò chuyện với Sylvie bất chấp mọi điều cấm đoán của gia đình, dù biết rằng điều đó sẽ làm buồn lòng gia đình. Cho tới ngày 24 tháng 1 năm 2019 vừa qua, ba mẹ Grant biết được câu chuyện cậu lén lút tiếp tục với Sylvie. Ông Chad không chấp nhận được, đã yêu cầu Grant rời khỏi nhà. Không còn cách nào khác, Grant thu dọn hết đồ dùng cá nhân và chuyển lên xe trong khi vẫn phải nghe những lời mắng chửi của ông Chad. Lúc đó, mẹ cậu không hay biết chuyện này vì bà vẫn trong phòng làm việc. Trước lúc Grant dọn đồ và chuẩn bị rời đi, cậu đã nghe ba mình nói sẽ nhắn tin cho Cody. Khi Grant anh ta rời đi tới Orlando, vẫn chưa kịp gặp người anh của mình. Thấy có vẻ Grant đang giấu giếm điều gì, các cảnh sát cho Grant xem những bức ảnh chụp thi thể các thành viên trong gia đình để dụ anh tiết lộ điều gì đó. Grant liền ngạc nhiên và khóc sụt sịt khi nói rằng lần cuối gặp mặt, gia đình vẫn còn sống. Có phải Cody đã giết cha mẹ mình rồi dùng vũ khí tự sát luôn không? Cuối buổi thẩm vấn Grant, khi cảnh sát nói rõ hơn rằng họ đang nghi ngờ anh, Grant đã trả lời rằng cũng phải thôi, người thân trong gia đình suốt nhiều tháng liền đã buộc tội tôi phá hỏng cuộc sống của họ, ăn cắp, cũng như không tuân thủ những quy tắc trong gia đình. Vì vậy họ tìm cách vu cho tôi cái tội sát nhân cũng dễ hiểu thôi. Ngày 27 tháng 1 năm 2019, cảnh sát thả Grant cho đến khi họ có thêm bằng chứng. Jason và Grant, ai mới là người nói thật? Cảnh sát vẫn chưa thể khẳng định cho tới khi điều tra được danh tính của người mẫu Sylvie, hoặc có thêm bất kỳ phát hiện nào mới, hoặc là chờ cho tới khi bộ phận điều tra viên pháp y kiểm tra xong những vật phát hiện trong nhà. Không thể ngồi không chờ đợi, cảnh sát lập tức gặp bạn gái Cody, Sloan Chang, và mời về thẩm vấn để biết rõ hơn về các mối quan hệ trong gia đình Amato. Bởi trong cuộc gọi báo án khi Cody mất tích, họ nhận ra có vẻ thông qua người yêu là Cody, Sloan đã ít nhiều biết được điều gì đó trong căn nhà Amato. Và quả thật, một sự thật khủng khiếp từ đây mới được phơi bày. Theo Sloan, câu chuyện có lẽ phải quay về thời điểm 8 tháng trước, đó là vào tháng 6 năm 2018. Thời điểm đó, tại bệnh viện nơi Grant làm y tá, bỗng một ngày mất 8 ống thuốc Propofol, loại thuốc ngủ có tác dụng gây mê, thường gây ra cảm giác sảng khoái và cả ảo giác, nên ít được dùng, do việc định liều lượng cũng không hề đơn giản. Khi bị nghi ngờ lấy cắp số thuốc trên, Grant quả quyết không dùng thuốc này và cũng không lấy cho người khác. Nhưng khi được yêu cầu giải trình, anh ta dọa sẽ tự sát. Bệnh viện cuối cùng phải nhờ đến cảnh sát vào cuộc điều tra. Grant mới khai rằng mình chỉ lấy cho những bệnh nhân mà bác sĩ đã kê không đủ liều. Điều này khiến bệnh viện hoang mang về cách dùng thuốc vô cùng cảm tính của Grant. Dù bệnh viện không truy cứu nữa, Grant tránh được sự trừng phạt của pháp luật, nhưng cũng bị mất việc tại bệnh viện. Sau đó, Grant bị đuổi khỏi lớp huấn luyện y tá gây mê. Sau khi bị sa thải khỏi công việc mong ước, Grant không thể tìm được việc làm trong lĩnh vực của mình, bởi việc dùng thuốc vô tội vạ của anh khiến các bệnh viện lo ngại cho bệnh nhân của họ. Rào cản này đã khiến Grant nản chí và buộc lòng từ bỏ công việc vốn mang ý nghĩa là truyền thống gia đình. Không có việc làm, Grant về ở suốt trong nhà. Ban đầu cậu chủ yếu chơi trò chơi điện tử và phát trực tiếp. Grant muốn trở nên nổi tiếng trên trang web phát trực tuyến trò chơi Twitch và sử dụng điều đó làm nguồn thu nhập của mình. Ông Chad và Cody rất hiểu cho nỗ lực này của Grant nên đã hỗ trợ cậu bằng cách dùng thẻ tín dụng của họ mua cho Grant thiết bị phát trực tuyến và quảng cáo cho kênh của mình. Nhưng Grant đã không phát triển được công việc của mình trên Twitch. Cậu hiếm khi phát trực tuyến
và số tiền kiếm được từ người xem mỗi tháng của cậu chưa tới 150 đô la. Thế rồi nản chí, thay vì làm việc, Grant dần dần đắm mình trong thế giới của những người mẫu qua webcam, những người phụ nữ phát trực tuyến trên Twitter. Khán giả trực tiếp trả tiền cho họ để được trò chuyện và giải trí khiêu dâm. Và trong số đó, Grant đặc biệt bị thu hút bởi một nghệ sĩ biểu diễn người Bulgaria có biệt danh trực tuyến là Sylvie. Cậu dành hàng giờ với cô ấy gần như mỗi đêm trong các cuộc trò chuyện riêng đắt tiền, có giá hàng trăm đô la trở lên mỗi phiên. Theo thời gian, Grant phát triển cuộc sống ảo tưởng trên mạng, nơi anh miêu tả mình với Sylvie rằng bản thân là một game thủ video chuyên nghiệp giàu có. Để duy trì vẻ bề ngoài này, Grant đã vung tiền cho Sylvie và mua đồ lót và đồ chơi cho cô ấy để cô ấy làm người mẫu trong các chương trình trực tuyến của mình. Bị mê hoặc bởi phản ứng tích cực từ người mẫu xinh đẹp mỗi khi tặng tiền và quà cho cô ấy, Grant dần tin rằng anh có một mối quan hệ lãng mạn thực sự với Sylvie. Dù chỉ gặp cô ta thông qua chiếc webcam trên máy tính và nhận được duy nhất một lần lá thư cảm ơn từ cô ta. Điều này thúc đẩy Grant ngày càng chi tiêu mất kiểm soát và có hành vi ám ảnh. Sự ám ảnh và bệnh hoạn của Grant bắt đầu lớn dần lên theo thời gian. Anh coi cô người mẫu trên mạng là bạn gái của mình, liên tục đăng nhập vào trang web có Sylvie để duy trì mối quan hệ tình ái. Anh sẽ gửi cho em nhiều tiền hơn nữa, nhưng không chỉ tặng quà cho người đẹp tốn tiền, mà việc nói chuyện với cô cũng ngốn của Amato một khoản đáng kể. Để tiếp tục nuôi dưỡng mối quan hệ với người đẹp, Amato buộc phải kiếm tiền. Vì vậy, hắn đã ăn cắp tiền của bà mẹ. Chỉ trong vòng có 3 tháng kể từ ngày bắt đầu quen biết, Grant đã lén lút ăn cắp tới 200.000 đô la từ bố mẹ và anh trai chỉ để trò chuyện qua mạng với cô người mẫu online tên là Sylvie. Để tạo cho cô ấy ấn tượng rằng Grant thực sự giàu có và thành đạt, Grant trở nên nghiện cuộc sống ảo tưởng trực tuyến do chính mình tạo ra. Một thế giới nơi anh không phải là một người đàn ông 30 tuổi thất nghiệp, độc thân vĩnh viễn, người vẫn dựa vào cha mẹ để trả các hóa đơn sinh hoạt hàng ngày. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra. Cuối năm 2018, ba mẹ của Grant cuối cùng cũng phát hiện được sự thật động trời này và cảm thấy bị phản bội nặng nề vì đứa con mà họ luôn yêu quý lại chính là người đã lấy đi hết số tiền lớn trong gia đình. Ông Chad đã rất tức giận nhưng không muốn làm to chuyện vì không muốn đẩy con mình vào tù chỉ vì tội ăn cắp. Một khía cạnh nào đó, ông vẫn thông cảm rằng Grant cần sự giúp đỡ do lâm vào tình cảnh thất nghiệp. Anh ta bị trầm cảm nặng và cảm thấy mình là kẻ vô dụng. Grant sau đó được ba mẹ gửi sang sống nhờ nhà cô họ, nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy, cậu vẫn trộm cắp, khiến bố mẹ phải nài nỉ người họ hàng không trình báo cảnh sát. Thế rồi, cậu lại trở về nhà. Vào ngày 20 tháng 12 năm 2018, Grant lẳng lặng rời khỏi nhà và chỉ nhắn lại cho mẹ mấy dòng. Con đã mệt mỏi vì mọi chuyện. Con sẽ giải quyết chuyện này theo cách của mình. Lúc này, gia đình đã gọi ngay cho 911 vì cả bà Margaret và Cody đều cho rằng Grant đang cố tự làm hại mình. Kể cả sau bao nhiêu biến cố xảy ra, họ vẫn lo lắng cho Grant vì với họ, Grant là một phần quan trọng trong gia đình Amato. Khi rắc rối tạm qua, Grant trở về nhà. Thế nhưng sau đó, Grant vẫn tiếp tục nói chuyện với Sylvie, khiến cậu có một cuộc tranh cãi gay gắt với cha mình. Ông Chad đưa ra một tối hậu thư với con trai. Nếu muốn sống trong nhà, cần phải từ bỏ thói quen độc hại của mình. Không được phép truy cập Internet mà không được giám sát, không được có điện thoại thông minh và bị cấm liên lạc với Sylvie. Ngoài ra, gia đình sẽ cắt dịch vụ điện thoại và ngừng hỗ trợ tài chính. Ngày 22 tháng 12 năm 2018, Cody trả tiền để Grant tham gia chương trình cai nghiện nội dung khiêu dâm trị giá 15.000 đô la tại một trung tâm phục hồi chức năng tại thành phố Fort Lauderdale, nơi dành cho những người nghiện ma túy và rối loạn tâm thần. Anh ta sẽ phải trải qua một khóa điều trị 60 ngày để chữa căn bệnh nghiện nhắn tin với nội dung không lành mạnh cùng Sylvie trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi tham gia chương trình, Grant quyết định trốn về nhà. Ngày 4 tháng 1 năm 2019, Grant trở về nhà với ánh mắt cay cú và khó chịu. Anh trai Cody thổ lộ với bạn gái Sloan rằng anh cảm thấy hết sức lo ngại với hành vi ngày càng bất thường của em trai mình. Anh sợ sẽ có ngày Grant sẽ phẫn nộ mà giết hết cả gia đình. Cody không ngờ rằng
mọi chuyện thực sự đã đến với gia đình mình. Chuyện gì đã xảy ra với gia đình Amato? Điều mà Cody linh tính đã đúng. Sau khi trốn trở về nhà từ trung tâm phục hồi chức năng, Grant thấy thế giới tưởng tượng của mình tan vỡ. Khi tình cảm của anh dành cho người bạn gái Sylvie không chỉ dừng lại ở mức tình yêu mà đã chuyển sang sự ám ảnh đến phát cuồng. Grant cảm thấy cần phải tiêu diệt hết những kẻ nào dám gây cản trở mối quan hệ của mình. Khoảng 5 giờ 30 phút chiều ngày 24 tháng 1 năm 2019, trong khi bà Margaret đang ngồi trước máy tính trong phòng làm việc, Grant cầm chặt khẩu súng lục IWI Cherito 941 vừa trộm được từ nhà một người bạn cách đó 2 tuần, từ từ đi vào phòng và bắn bà vào sau đầu. Sau đó, Grant đợi trong bếp. Khi ông Chad đi làm về và bước vào nhà, Grant bắn một phát vào sau tay ông Chad mà không một chút chần chừ. Viên đạn xuyên qua một bên đầu nhưng không giết được ông. Chad bò lên trên sàn bếp cho đến khi Grant đứng lên và bắn vào đầu ông một lần nữa theo kiểu hành quyết. Có ba loại người dễ phạm tội giết cha mẹ. Thứ nhất là những đứa trẻ từ nhỏ thường bị ngược đãi nặng nề, bị dồn đến đường cùng. Loại thứ hai là những người ưa thích các tin tức giật gân, thuộc dạng phản xã hội thuộc mức nguy hiểm. Và cuối cùng là những người bị bệnh về thần kinh thuộc loại nặng. Và dễ thấy, Grant lúc này có thể đang rơi vào trạng thái cuối cùng. Tâm lý bất ổn đã khiến Grant hành động vô nhân tính đến mức chẳng thể ngờ. Sau khi gây án, Grant đã sử dụng dấu vân tay của người cha bị sát hại để mở khóa điện thoại của ông. Đầu tiên là mở khóa tài khoản ngân hàng và gửi cho người mẫu $600 trong tối hôm xảy ra án mạng. Sau đó giả vờ mình là Chad và nhắn tin để dụ Cody trở về nhà. Trong hơn 4 giờ đồng hồ, với thi thể của người mẹ và người cha đã chết trong nhà, Grant bình tĩnh đợi Cody về nhà. Cody về muộn hơn dự kiến của Grant một chút, nhưng vẫn không thoát khỏi án tử mà Grant đã chờ sẵn để đổ lên đầu anh trai mình. Cody vừa bước vào gara, Grant đã bắn vào mặt Cody như sợ nếu chậm một chút sẽ không thể giải quyết mọi vấn đề của hắn ta vào lúc này. Sau đó, Grant cắm khẩu súng và bao súng vào cơ thể của Cody để làm cho nó có vẻ như người anh trai mà mình vừa ra tay đã thực hiện các vụ giết người và sau đó tự kết liễu đời mình. Cuối cùng, Grant ngớ ngẩn ngụy tạo màu giấy viết tay với nội dung: anh đã giải quyết mọi vấn đề ở nhà cho em, sẽ không ai làm phiền em nữa, về nhà đi em. Để khi cảnh sát tìm thấy mình và chiếc xe, sẽ có thể nói rằng mọi chuyện là do anh trai gây ra. Nhưng Grant có vẻ đã quá coi thường khả năng điều tra của cảnh sát. Sau vài ngày tạm thả Grant vì chưa thu thập đủ bằng chứng, bất ngờ xuất hiện manh mối quan trọng. Các kiểm định viên cho biết chiếc USB thu thập trong khách sạn của Grant đã có kết quả kết nối trong thời gian gần nhất. Cụ thể, sau khi bóc tách dữ liệu, chiếc USB cho thấy đã được kết nối với một máy tính trong nhà Amato vào lúc 11h32 phút tối ngày 24 tháng 1 năm 2019, vài giờ sau khi vụ giết người xảy ra. Rất có thể, anh ta đã trở về nhà để lấy hết hình ảnh từ trên máy tính của mình và không có gì ngạc nhiên khi ổ USB này lưu trữ hơn 500 hình ảnh của Sylvie, người mẫu webcam mà Grant mê đắm trong nhiều trạng thái không mặc quần áo. Grant bị bắt ngay giữa tháng 2 năm 2019. Phiên tòa xét xử Amato bắt đầu vào ngày 15 tháng 7 năm 2019. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2019, công tố đã khởi tố Grant về tội danh giết người cấp độ 1 với 3 tội danh cố tình giết người. Theo đó, hình phạt cao nhất cho tội ác như vậy tại Florida là nơi gia đình Amato sinh sống là tử hình hoặc án chung thân không ân xá. Trong phiên tòa, các công tố viên đã gọi nhân chứng, điều tra viên pháp y của văn phòng cảnh sát trưởng Hà Seminole, tên là Geraldine Play, người đã xử lý một số thiết bị điện tử được tìm thấy tại ngôi nhà gia đình Amato. Play nói rằng không chỉ có USB được kết nối vào máy tính. 7 phút sau khi ổ USB được kết nối, iPhone của Cody cũng được kết nối với máy tính của Grant. Nhưng quá trình tin cậy chưa hoàn tất. Có thể Grant định xóa tin nhắn hoặc thông tin gì đó trong điện thoại Cody nhưng lại không có mật khẩu. Bất chấp tất cả các bằng chứng chống lại mình, Grant Amato vẫn khẳng định bản thân vô tội, không nhận tội đối với 3 tội danh giết người. Người bào chữa của anh ta chỉ ra việc thiếu bằng chứng DNA và cáo buộc các điều tra viên hơi quá tưởng tượng, để rồi vẽ ra tội danh cho Grant.
nhưng các bồi thẩm viên không hề lay chuyển. Cuối cùng, vào ngày 12 tháng 8 năm 2019, Grant Amato bị kết tội cả 3 tội danh và bị kết án tù chung thân không có khả năng được ân xá. Theo hồ sơ nhà tù, Grant vẫn bị giam giữ tại viện cải huấn Madison ở quận Madison, Florida. Sau những nỗ lực mà ba, mẹ và người anh trai Cody đã làm để có thể giữ Grant khỏi những mê hoặc của mạng xã hội, giờ đây hắn ta lại cảm ơn họ bằng những viên sắt nhỏ xuyên qua đầu, không một lần hối cải. Trong phiên tòa cuối cùng, giọng bạn gái Cody run lên. Điều đó thật tàn khốc đối với tất cả chúng ta. Thật khó để có thể chấp nhận rằng anh ấy mới 31 tuổi và sẽ không bao giờ già đi nữa. Con trai cả Jason xúc động đã làm chứng trong giai đoạn tuyên án. Anh nói, mặc dù họ đã ra đi, nhưng tôi muốn mọi người biết rằng Chad, Margaret và Cody là những người tuyệt vời, sẽ sống mãi. Grant không bao giờ thừa nhận các vụ giết người. Chúng ta có thể không bao giờ biết bức tranh đầy đủ về những gì đang xảy ra trong tâm trí anh ta trước khi tiêu diệt gia đình mình. Nhưng trường hợp của Grant là một ví dụ điển hình về vụ thảm án nghịch tử sát hại cha mẹ đau lòng. Điều đang xuất hiện ngày càng nhiều với tính chất vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Mặc dù nó chưa được xếp vào nhóm vấn nạn xã hội, nhưng nó là hồi chuông cảnh báo về những đứa con bất hiếu sẵn sàng xuống tay với những người đứt ruột sinh thành, dẫn tới những cái kết quá đau lòng. Kỹ năng làm cha mẹ và nguồn động viên từ cha mẹ chính là những vấn đề cực kỳ cần được quan tâm. Cần mở các lớp học để giúp bậc làm cha làm mẹ giải quyết những căng thẳng trong việc nuôi dạy con cái, cụ thể là những đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt hơn bình thường. Bên cạnh đó, cho thấy một số người nghiện sẵn sàng thực hiện để có được lần tiếp theo của họ. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định và tích cực điều trị chứng nghiện để ngăn chặn các hành vi trộm cắp và bạo lực nghiêm trọng. Bi kịch này là một bài học đáng để những người thường xuyên ngụp lặn trong thế giới ảo cần phải suy ngẫm.